Mến chào quý khán giả của kênh Luyện Tour Guide chuyên du lịch, lịch sử, văn hóa và ẩm thực. Thưa quý khán thính giả, sau khi xem tập 2 Tử Cấm Thành và những chuyện thâm cung bí sử trong cung cấm, một số quý khán thính giả yêu cầu Luyện Tour Guide giới thiệu cụ thể hơn về một ngày thường nhật của các vị hoàng đế, giờ giấc làm việc, ăn uống ngủ nghỉ của vua. Có người còn hỏi restroom hoàng gia ở đâu, vân vân. Tập video này mục đích để trả lời những câu hỏi trên. Ngày thường của vua. Nhà vua thường thức giấc vào cuối giờ dần, khoảng 4 giờ rưỡi sáng, để còn kịp chỉnh trang buổi đăng triều. Nếu không phải lên triều, ngài có thể dậy muộn hơn một canh giờ. Một thái giám bưng cho ngài một chén trà thuốc súc miệng, để chắc rằng chén trà không bị đầu độc. Sau khi thái giám nhấp trước một ngụm mới đến hoàng đế, rồi ngài nhổ ngụm nước vào ống nhổ bằng bạc miệng rộng. Ngài vén quần ngồi vào chiếc ghế vệ sinh, dưới có đặt một chậu sành. Hoàng cung phong kiến từ thời nhà Hán có một ông vua bị ám sát ngay trong nhà xí, nên không bao giờ được xây nữa. Vua, hoàng hậu và cung nữ đều đại tiểu tiện bằng chậu. Riêng chậu của vua được ngự y giữ lại còn nghiên cứu sức khỏe của ngài ngự qua phân. Xong xuôi, thái giám dùng khăn mềm lau sạch, rồi thấm một chút mật ong vào hậu môn của ngài. Vua khoan thai đi một bài quyền dưỡng sinh trong phương đình của ngự uyển. Cũng tại đó, thái hậu đã chuẩn bị bữa sáng đạm bạc, gồm một ấm trà sâm, một đĩa bánh nhỏ bằng bột gạo trứng và mật ong do đích thân bà làm, một bát miếng gà. Tất cả mọi các món ăn đều được thái hậu kiểm tra và cho người nếm thử. Hai thị nữ sẽ lau người cho ngài bằng nước ấm, thay quần áo trong, rồi khoác ra ngoài áo trong một bộ hoàng bào màu trắng thêu rồng vàng. Nếu ngài không lên triều, vua được chải tóc vấn thành búi giữa đỉnh, rồi lồng vào đó một mũ miện vàng khít với búi tóc, xỏ giày đen bằng nhung. Ngài đến ngự thư phòng bắt đầu duyệt tấu sớ. Trên án thư, một dàn bút lông các cỡ đã được rửa sạch sẽ, một nghiên mực đen đã được mài đầy và sánh, một nghiên son thắm cũng đầy như vậy, vài ba cái chặn giấy bằng đá ngọc tuyền châu, một cuốn sổ giấy vàng ghi lịch trình công việc và hai chồng công văn từ khắp các nơi gửi đến, cái bằng thẻ tre kết sách, cái là sách bìa lụa, cái viết thành quyển trên lụa và giấy cuộn tròn. Sau hai canh giờ phê bút, ngài ngự thay áo và thưởng một ấm trà sen dưỡng tâm. Quán ngọ chút định, ngài ra phòng ngoài dùng bữa trưa với 30 món. Ngài dừng lại đó 10 phút, không đụng tay vào món nào, rồi ban hết cho quần thần thị vệ, rồi lui về phòng riêng dùng một bữa trưa khác lại do đích thân thái hậu chuẩn bị. Đôi khi chỉ là niêu cơm nhỏ, niêu cá kho tổ và vài chút rau luộc. Ngự y sẽ xoa nhẹ lưng cho ngài, dâng cho ngài một chuyến trà bát bảo. Ngài ngủ trưa chừng nửa canh giờ. Hai cung nữ quỳ gần đầu long sàng, hai cung nữ khác dùng quạt lông phẩy nhẹ dưới chân. Hai cung nữ nữa đứng xa hơn cũng quạt nhẹ vào tạo một luồng khí mát. Bốn thị vệ tay không mình trần lực lưỡng đứng bốn góc phòng. Trên long sàng, ngài gối trên một gối gỗ sơn son cổ hơi cao, dưới là đệm gấm, bụng phủ chăn lụa mềm, xung quanh buông màn the trắng ngà thêu họa tiết thần kinh thập nhị cảnh, 12 phong cảnh đẹp đất đế đô. Thức giấc trưa, ngài dùng một bát yến hấp đường phèn, xuống thư phòng viết vài bức thư pháp, điểm nhẫn cho bức họa được vẽ đã nhiều hôm, rồi gặp gỡ một vài quan lục bộ đại thần. Chiều muộn, ngài luyện thái cực kiếm cùng võ sư, tắm rửa rồi ra hồ tĩnh tâm ngắm hoa sen. Sau bữa tối, ngài thay quần áo, duyệt công văn tới cuối giờ hợi. Trước đó, bốn cung nữ khỏa thân nằm trong chăn để hơi ấm đầy long sàng.
ngài cùng với một ái phi mới tuyển từ thôn quê tuổi trăng tròn Long Vân Khánh Hội.